연습하기 luyện tập cho phần định ngữ định ngữ động từ quá khứ mình sẽ cộng với ư, nếu có bắt chim thì mình cộng với ưn không có bắt chim thì mình cộng với niên đẩy xuống tạo thành bắt chim thành âm đuôi ở thì hiện tại mình sẽ cộng với nên dù có bắt chim hay không bắt chim đều cộng với nên và ở thì tương lai thì mình sẽ cộng với ư riêng. Nếu có bát chim thì cộng với in Và không có bát chim thì cộng với riêng. để xuống tạo thành bát chim thành âm đuôi. Đối với tính từ thì dù có bát chim hay không bắt chim thì mình cũng sử dụng ư niên. Tính từ có bát chim mình cộng với in và không có bát chim mình cộng với niên để xuống tạo thành bắt chim. Mình sẽ có 3 ví dụ để luyện tập cho cái định ngữ ngày hôm nay. Ví dụ số 1. 어제 만나다 친구 이름이 뭐예요? 위요쇼하이 내일 먹다 음식은

어제 만나다 친구 이름이 뭐예요 then then của c á c người bạn mà mình gặp ngày hôm qua là gì vậy ở đây mình chi ở quá khứ nên mình sẽ thành là 어제 만나다 quá khứ 만난 친구 이름이 이 Tên gì? Moi ạ? Ở chỗ em gặp bạn thân Tên người bạn mà mình đã gặp ngày hôm qua là gì vậy? Câu số hai. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai, bọn ta ước thức cơm làm rồi. Bạn này bạn đã chuẩn bị, đã làm cái thức ăn sẽ ăn vào ngày mai. Vậy thì mình sẽ có là 내일 tờ sẽ ăn vào ngày mai, sẽ ăn ở thì tương lai. Bò ge. Mò ge 음식을 만들었어요. Ngày mai 먹은 음식을 만들었어요. Tôi đã làm cái thức ăn mà sẽ ăn vào ngày mai. Câu số 3. 저기가 내가 자주 가 미용실입니다. 미용실 của mình nó là tiệm tiệm làm tóc hoặc là tiệm làm đẹp. 미용실. À, 저기가 cái chỗ đó. Cái chỗ, chỗ kia là cái tiệm làm tóc mà tôi thì sao? Đi đến một cách thường xuyên. À, vậy thì mình sẽ nói ở thì hiện tại nó sẽ là cho ki ga nè ga cha chu cha là thường xuyên ka ta hiện tại đơn không có bắt chim mình cũng cộng với ninh có bắt chim mình cũng cộng với ninh ka nến mi dùng xe im ni 저기가 내가 자주 가는 미용실입니다.